Hồ Tây đang có một cơn mưa rất to. Phía bên công viên nước Hồ Tây đây, mây vần vũ, mây đen vần vũ. Quay sang phía bên này là phía đường Trích Xài, chưa có biểu hiện gì của mây đen cả. Trời nhiều mây trắng. Các vận động viên đua thuyền vẫn đang tập luyện. Họ bơi thành từng đoàn dài. Các bạn có thể nhìn thấy đây. Tuyệt vời chưa? Tôi ở gần đây cho nên tôi chứng kiến họ tập các buổi chiều, bao gồm cả những ngày nắng, những ngày mưa. Những ngày nắng thì nắng chang chang, họ đội mũ, đội nón để tập bơi thuyền. Tuyệt vời không các bạn? Sắp mưa rồi.